Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở góc ngã ba với đường Lãnh Minh Thăng và Dương Đình Nghệ ha. Trước mặt anh chị mình là công viên Dương Lãnh Minh Thăng ha, công viên Lãnh Minh Thăng. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà nằm ở mặt tiền nha. Một căn nhà nằm mặt tiền ngang 4 và sâu vào 14m, một trệt và một lửng hai lầu, đúc bê tông cốt thép hết nha. Có vỉa hè trước nhà đó, thuận tiện kinh doanh nhiều ngành nghề nha, pháp lý rõ ràng, hoàn công mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị đó. Nằm gần vòng xoay của đường Lê Đại Hành, giáp quận 10 nha anh chị. Ở ngay công viên Lãnh Minh Thăng, Nhân sẽ về vị trí căn nhà nằm ở mặt tiền cho anh chị mình xem ha. 4x14. Rồi, rất nhiều tiện ích luôn, cà phê Hai Lanh nè, góc ngã tư giữa đường số 1, số 5 và đường Lãnh Minh Thăng. Ở nhà mình thì có vỉa hè kinh doanh ha. Phía sau thì hiện tại đang cho thuê 4 triệu ha. Nó đi lối đi riêng, căn góc. Nó tiền phòng banh, ô tô, rửa xe quá trời luôn ha anh chị. Rồi ngã tư phía trước là ngã tư Lãnh Minh Thăng và Bình Thới. Rẽ tay trái thì mình sẽ về Ủy ban Nhân dân quận 11, Chi cục thuế quận 11. Rồi đây là đường góc ba ngã ba đường Đội Cung nè, ngã tư đường Đội Cung và Lãnh Minh Thăng. Mình rẽ tay phải cũng về ngay vị trí căn nhà của mình luôn nha. Bên tay trái mình là kho bạc quận 11 nè. Đi thẳng mình về Đầm Sen ha anh chị. Thẳng sẽ về Đầm Sen, rẽ tay trái nè, cây Bình Thới, rẽ tay trái là về Ủy ban nha, đi thẳng là ông Ích Kim. Rồi mình đi về đường Bình Thới theo hướng từ Ủy ban chạy về chợ Chim Xanh. 4x14 mặt tiền kinh doanh, pháp lý rõ ràng, mua bán ký công chứng sang tên ha. Giá cả thì còn thương lượng trực tiếp với chính chủ ha anh chị, mình cứ đến xem nhà và gặp chính chủ làm việc thêm về giá nha. Giá vẫn còn thương lượng với chính chủ hết. Nhân đang đi thẳng ra từ Ủy ban về lại Ủy ban Nhân dân 11, về căn nhà nằm ở hẻm 88 đường Bình Thới ha. 88 đường Bình Thới, khu vực phường 14 quận 11, gần Ủy ban Nhân dân quận 11, Chi cục thuế quận 11, vòng xoay Lê Đại Hành nha, chợ Chim Xanh. Rồi tới Bách Hóa Xanh này, nhìn đối diện xéo qua ha. Đó, đối diện xéo qua nhà có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời nha anh chị. Ở căn nhà mình có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời gần góc ngã ba với đường Đội Cung. Gần ở góc ngã ba với đường Đội Cung và Bình Thới, đi ra kia là vòng xoay Lê Đại Hành ha. Cao kia 100m là tới vòng xoay Lê Đại Hành. Bên đây là Ủy ban Dân phường 14 đó, căn nhà đây đó, căn nhà nằm ở góc luôn nha, 88 đường Bình Thới. Anh chị mình quan tâm tới căn nhà này, sau khi xem hết video thì mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 nha. Nhớ là nhấn like video ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn nha anh chị. Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở khu vực của phường 11, quận 11 nha. Đó, bên kia là Ủy ban Dân phường 11 và đằng kia là góc dòng xoay đó là Lê Đại Hành đó, hướng hẳn qua chung cư Lữ Gia và về sân vận động Phú Thọ, Đại học Bách Khoa ha. Đó, đây là trục đường Bình Thới và hướng xe chạy này là hướng về Ủy ban Nhân dân quận 11, Chi cục thuế quận 11, giáo xứ Bình Thới, chợ Bình Thới. Ngã ba này là ngã ba của đường Đội Cung và đường Bình Thới nè. Ở đây là Đội Cung và Bình Thới. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở mặt tiền, ở mặt tiền đường Bình Thới luôn nha. Ở bên Đội Cung mình đi thẳng qua đây, thẳng qua ha, là Ủy ban Dân phường 14, phường 11 là trong kia ha, Ủy ban Dân phường 14, 11 kìa. Và căn nhà mình nằm ở bên
Vị trí Nhân đang đi ở đây luôn, bên mé bên đây đường luôn ha. Hướng thẳng về là sẽ về ủy ban ha. Rồi ngay góc đội cung và Bình Thới nha anh chị. Bên kia là đội cung và Bình Thới. Ở căn nhà mình nằm ở mặt tiền luôn nha. Nằm ở góc. Đó, mặt tiền nằm góc, một trệt, một lửng. Hai lầu nha anh chị, một trệt, một lửng, hai lầu. Có vỉa hè trước nhà 5 mét nha. Rồi đây, vị trí căn nhà của mình đây ha. Đó, căn nhà này nè anh chị. Căn nhà này ha, tầng trệt nè, tầng 1, tầng lửng, tầng 1, tầng 2. Và ở trên là sân thượng máy đúc, có hệ thống nóng đường mặt trời luôn nha. Đó, căn góc luôn anh chị, căn góc, kho góc sẵn hết trơn rồi, xây dựng mới nha. Pháp lý là sổ hồng, mua bán ký công chứng sang tên ha. Đó, sổ hồng, có hoàn công luôn nha anh chị. Hướng chính của nhà mình là hướng đông nam, và hẻm bên hông của mình là hướng đông bắc ha. Đó, hẻm bên hông của mình là hướng đông bắc. Nhà mình có vỉa hè trước nhà để được hai hàng xe luôn ha. Đó, hai hàng xe luôn nha anh chị. Và bên hông mình có thể để xe cặp bên hông mà được nữa. Địa chỉ của căn nhà mình là 88 đường Bình Thới nha, phường 14, quận 11, gần ủy ban dân phường 14, gần ủy ban quận 11 nữa, giáp với lại quận 10, gần chợ Chim Xanh. Ở đây đội cung đi thẳng cũng vào chợ Chim Xanh, và ở đây cũng là hẻm ủy ban phường, đi thẳng vô cũng là chợ Chim Xanh. Cả hai hướng vào ha, ngang là 4 mét và sâu vào là được 14 mét nha anh chị. Ở từ cái mí ngoài trước này đi thẳng ra phía sau là 14 mét. Mình có thể hiện tại giờ đang chia cái căn phía sau ra cho thuê được 4 triệu. Còn phần phía trước này thì cũng lấy nhà trống ha. Sổ hồng hoàn công. Nhân quay cái phần phía trước này thôi nha. Phần phía sau thì hiện tại đang thuê, nhưng không quay được cho anh chị mình. Đó, gần ngay vòng xoay luôn nè. Ngay vòng xoay, kiếm vòng xoay Lê Đại Hành đúng không? Rồi, căn nhà mình nằm ở góc nha anh chị. Căn nhà mình ở góc, có bo góc ha. Có chừa cái khoảng sân bên hông này luôn. Ở xây dựng là một trệt và một lửng, hai lầu. À, từ mí này ha, hết cái phần phía sau luôn, tới căn nhà màu xanh đó luôn nha. Tới căn nhà màu xanh đó là 14 mét. Ở nhà đúc bê tông cốt thép hết nha anh chị. Ở căn góc cực kỳ mát mẻ, mở rất là nhiều cửa sổ luôn. Ở mặt bên hông này ốp đá hết ha. Ở tới ngay chỗ căn nhà màu xanh luôn ha anh chị. Tới căn nhà màu xanh đó luôn. Và cái bức tường màu xanh cao này là của người ta, và cái căn phía sau này đang cho thuê 4 triệu nè. Ở cái căn, ở cái hẻm bên hông của mình nè, ở cái hẻm bên hông của mình đấy ha. Đây, cái hẻm bên hông của mình đây ha. Rồi tới vị trí này luôn ha, phần chỗ này phía sau luôn cũng đúc hết luôn nha. Đó, đây lên trên nè. Đó, đúc bê tông cốt thép hết. Và mình mở cái cửa sau này luôn, mình mở cái cửa này luôn. Ở trong người còn khoảng sân tí xíu, căn góc ha. Rồi Nhân đi ra phía trước review bên trong cho anh chị mình xem ha. 4 x 14. Hướng bên hông này là hướng đông bắc, và hướng chính của nhà mình là hướng đông nam nha. Ở đây mình có thể hai chiếc xe luôn ha anh chị, để hai hàng xe luôn. Tường ốp cao ráo sạch sẽ nha. Tường thì chủ ốp cao ráo sạch sẽ hết nha. Đây, địa chỉ là 88 đường Bình Thới ha anh chị. Đó, tường ốp cao ráo sạch sẽ xung quanh hết, mặt tiền để xe trước nhà. Đây chị mình xem ha. Trước nhà thì có mái che. Và giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này là 8 tỷ 580 triệu nha, 8 tỷ 580 triệu. Giá này còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha. Giá vẫn còn thương lượng nha. Mình đến xem nhà và gặp chính chủ là việc tiêu về giá. Đây cái sân để xe của mình cho trong nhà luôn. Mình có xe hơi chạy để trong nhà luôn nha. Tường ốp cao ráo sạch sẽ căn góc ha. Ở trên đây đóng là phòng. Cả hai bên đều ốp tường cao ráo hết nha. Ở bên đây cũng ốp tường cao ráo hết nha anh chị. Ở mình làm hai lớp cửa. Mình có thể cho thuê cái phần phía trước này.
Đó, mình có làm lớp cửa cuốn trong này nữa nè. Và ở đây một lớp cửa cuốn trong này nữa nha. Đó. Sổ hồng riêng ha anh chị. Đây cái cửa sắt của nhà mình ở phía hông ha. Nếu mình thuê cho thuê phần phía trước này á. Đó, cho thuê phần phía trước này thì mình sẽ chừa mình đi cái hẻm bên hông này mình vào. Đi hẻm bên hông mình vào ha. Rồi cửa sắt của nhà mình ha. Cửa sắt bên hông của nhà mình đây. Hẻm bên hông mình cũng để xe thoải mái. Mình cũng căn góc nên mình có chừa cái sân sẵn ha. Nên đây mình có thể làm mái che sẵn hết rồi. À, sổ hồng riêng, đây một lớp cửa cuốn nữa, một lớp cửa kính cường lực và nhôm sifa ha. 8 tỷ 580 triệu nha, 8 tỷ 580 triệu, giá này còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Một căn nhà nằm ở mặt tiền phường 14 quận 11, ngay ủy ban dân phường 14 quận 11 luôn nha. Ở đây cái lửng của nhà mình nha, đây cái lửng của nhà mình. Đó. Đúc bê tông cốt thép hết nha anh chị. Đường đà lộ ra rất rõ, đây có quạt trần. Còn cái cửa sổ bên hông, có khung sắt bảo vệ, có cửa bên hông luôn. Đó, từ mí bên kia ha, qua bên đây là 14m. Và sau lưng bức tường đó là còn một căn nhà nữa ha. Và căn nhà đó nằm trong sổ của mình luôn. Và đang cho thuê căn đó là 4 triệu. Rồi nhà vệ sinh nằm ở gọn trong chân cầu thang. Đó, cửa xếp. Nhà có hệ thống nóng năng lượng mặt trời nên chủ đi các van vòi nóng lạnh hết, tường ốp cao ráo sạch sẽ nha. Đó, giá cả còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha anh chị. Đó, giá cả là vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Mình quan tâm tới căn nhà này thì mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 393939 để được xem nhà và gặp chính chủ làm việc thêm về giá ha. Ngang 4 sâu vào 15 nha anh chị. Ngang 4 sâu vào 14 nha. Đó, sau lưng bức tường mình làm một căn nhà ruộng của mình luôn nha, trong sổ luôn nha, bà đã xây rồi. Đó, tường ở đây bên hông thì chủ ốp đá hết nè. Cửa sắt, ở đây có cái chìa khóa rồi. Ở hẻm hông của nhà mình. Đó. Anh chị mình hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình ha, những người đang có nhu cầu tìm bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh, tìm một căn nhà nằm ở mặt tiền á, ở phường 14 quận 11 gần ngay vòng xoay Lê Đại Hành, Lê Minh Tên, Lê Đại Hành, ngã tư Lê Đại Hành và 3 tháng 2 gần trường đua Phú Thọ nè. Thì mình chia sẻ video này ha để cho bạn bè người thân của mình. Trước đây thì để cho bạn bè người thân nhìn thấy được căn nhà, giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh ha. Phía trước mình có thể cho thuê. Đó, trên có cửa cuốn, mình đi cửa bên hông. Ở phía sau này. Ngoài sau nữa 4 triệu nữa ha. Và phía trước này ở trong đây. Đó. Hẻm bên hông rộng rãi. Vừa ở vừa kinh doanh, có thu nhập thụ động liền cho anh chị mình ha. Còn nếu mà cho thuê nguyên căn như vậy từ trước hay sau ha, thì khoảng 25 triệu nha. Đó, chủ báo vậy, chủ cũ chủ báo vậy ha. Cầu thang thì cầu thang đúc ha. Và dưới chân cầu thang có làm kho. Đó, đồng hồ nước ở đây nè. Đó, đồng hồ cái máy bơm chứ, máy bơm này ha. Cửa này là cái này là cũng đằng nhôm nha. Rồi cầu thang đúc mình đi lên. Đó, mặt đi ngay chỗ chân cầu thang là đá hoa cương. Đó. Còn bên hông thì chủ ốp tường cao ráo hết nè. Và làm tay vịn inox. Đó. Rất là dày luôn, rất là lớn luôn. Một cái tay vịn inox để cho mình đi lên. Đó. Rất là nhẹ nhàng luôn nha. Các bước đi rất là nhẹ nhàng. Một trệt, một lửng, hai lầu ha anh chị. Đây cái lửng của nhà mình. Đó, hồi trước đây thì làm ra đây luôn. Tường ốp cao ráo sạch sẽ ha. Anh chị mình mua bán căn nhà này thì mình mua bán ký công chứng sang tên ha. Gỡ ra phần lửng này, gỡ ra để làm hoàn công sổ sắp về ha, đúng hiện trạng cho anh chị mình luôn nha. Nhà đúc bê tông cốt thép hết, trên đây làm quạt trần nữa nè. Ở căn góc nên mình mở cửa sổ rất là nhiều, nội trong cái lửng này là một cái cửa sổ, hai cái cửa sổ, cửa bên đây là hai cánh, đây là ba cánh, còn đây trước đây có cái cửa nữa, bên hông này có cái cửa nữa. Đó. Trước đây là mặt tiền kinh doanh nên đánh những con số nè. Tường ốp cao ráo sạch sẽ hết á. Nhưng xin nhắc lại cái giá cho anh chị mình biết ha, là 8 tỷ 580 triệu. Giá này còn thương lượng nha. Nhưng xin nhắc lại là giá vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ ha. Nếu mình thấy phù hợp thì mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 393939 để được xem nhà ha. Tường ốp từ cái mí dưới nè, nó thẳng lên.
ốp lò gạch ngang cao lên tới trần trên tầng lửng mình luôn nè. Hãy liên lạc với Nhân để xem bất động sản này nếu anh chị mình thấy phù hợp, và nhớ là chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình ha, để bạn bè thân nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha. Sau lưng bức tường ngay cầu thang mình còn một căn nữa nha, và căn nhà đó thì ở trên sân thượng thì cũng xây riêng luôn, tại tách biệt luôn nha anh chị. Đang cho thuê 4 triệu một căn đó ha. Cái khung lam này là nhôm nha. Nhà mặt tiền thuận tiện kinh doanh nha anh chị, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. Mỗi tầng là chủ ốp tường cao ráo hết nha, ốp tường sạch sẽ ha, các bước đi rất là nhẹ nhàng nha. Rồi lên đây, ở trên đây thì phòng ngủ thì chủ lót gạch ngang, xung quanh chủ ốp gạch sạch sẽ hết. Cái phòng này không là chủ làm, có nhà vệ sinh bên trong, có cửa sổ, tường ốp cao ráo. Đây thì có đóng la phông, xài đèn led trang trí. Đó, tường ốp cao ráo sạch sẽ hết nha anh chị. Và giá cả thì vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ, mình cứ đến xem nhà và gặp chính chủ để làm việc tiêm về giá ha. Nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc tiêm về giá nha. Rồi đây, cái quạt trần thì chủ để lại cho anh chị mình ha. Đây có cái máy lạnh luôn nè, đây có cái kho để chứa đồ, nhà vệ sinh bên trong nha, nhà vệ sinh trong phòng ngủ luôn. Cửa này là cửa nhôm xi pha kính cường lực nha, ở ban công của mình nè, ban công trên tầng 1 nha, ở rộng rãi sạch sẽ. Rồi dưới đây, dưới đây thì cái phần cho thuê của mình sẽ là máy tôn và làm máy che sẵn ha. Mặt tiền thuận tiện anh chị mình kinh doanh nhà mình ghề nha, pháp lý rõ ràng. Đối diện bên kia có bách hóa xanh ha, đi thẳng qua bên kia được, đi thẳng vô trong là ủy ban dân quận 11, chi cục thuế quận 11, công an quận 11 ha, giáo xứ Bình Thới, chợ Bình Thới. Rồi ghé đây ghé ra và là bên kia là chợ Minh Phụng, ngay góc đường Minh Phụng luôn, rất là nhiều tiện ích xung quanh. Và hướng vào trong của này, hướng vào trong rẽ bên tay trái của mình ra dòng xoay Mũi Tà, dòng xoay Phú Lâm. Ê, xin lỗi anh chị, xin lỗi anh chị nha, dòng xoay đó là dòng xoay Lê Đại Hành nha anh chị, dòng xoay Lê Đại Hành. Tòa nhà đó là Lê Minh Tân, Lê Đại Hành, thấy rõ Lê Minh Tân, Lê Đại Hành ha. Góc ngã ba này là ngã ba của đường Đội Cung và đường Bình Thới ha. Nhà mình là phường 14, bên kia đường là phường 11, ủy ban dân là nằm ngay vị đầu video của mình đây nè. Đó, ở ngoài đây thì chủ cũng có làm sàn nước giặt giũ phơi đồ cho anh chị mình ở đây hết ha. Nó điện nước, nước vào nè, nước vào nước ra rồi đầy đủ ha, giặt giũ phơi đồ. Ở đây có mở cái cửa sổ, ở trên đây cũng đúc hết luôn nha anh chị. Rồi nhân vào quay cái nhà vệ sinh cho anh chị mình xem. Nhà thì có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời nha anh chị, ở nhà thì có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Cửa thì sử dụng cửa lùa, đúng rồi, cửa lùa. Đó, cửa lùa ha. Rồi ở đây thì cũng có là một cái đường nước, đường thoát chỗ này. Ở nhà vệ sinh thì chủ ốp tường cao ráo sạch sẽ hết ha, ốp tường cao ráo sạch sẽ nè, van vòi nóng lạnh hết nha, van vòi nóng lạnh hết luôn nè. Cửa sổ, anh chị mình quan tâm tới căn nhà ở mặt tiền đường 88 đường Bình Thới thì mình liên lạc với Nhân ha, qua số điện thoại là 0922 39 39 39 để được xem nhà và gặp chính chủ làm việc thêm việc giá nha. Giá cả là còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Hiện tại chủ đang kêu là 8 tỷ 580, giá này còn thương lượng nha, mình cứ đến xem gặp chính chủ làm việc thêm nha. Rồi coi giá tốt cho anh chị mình luôn nha, có giá tốt cho anh chị mình ha. Rồi cầu thang đúc mình đi lên, ơi cầu thang đi lên ha, cầu thang đi lên, cầu thang sắt mình lên sân thượng nha. Đó, vừa ở vừa kinh doanh nha anh chị, tiện vừa ở kinh doanh, có nguồn tiền thu nhập tự động cho anh chị mình luôn, có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Ở trên đây thì chủ cũng lót gạch sạch sẽ hết ha. Ở đây là cái sân thượng của nhà mình ha, lót gạch sạch sẽ, có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời nha, bồn nước inox. Ở đây giáp quận 10 nha anh chị. Đây mình qua cái phần phía sau nè, ở đây có van vòi máy lạnh đồ đầy đủ hết ha. Đây phần phía sau của nhà mình ha, đây còn khúc cái này là của mình luôn nha, đây của mình luôn nha anh chị.
Đó, đây mấy trên đây là mấy to, đây phần của mình luôn. Sổ hồng mình hoàn công ha, từ mí đó, từ cây cột đó đó. Đi thẳng ra ngoài trước là 14 mét ha. Bên hông của nhà mình nè. À. Có pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng xếp hàng tên ha. Đó, tới cái phần phía sau này luôn nha anh chị, đúc hết luôn ha. Đó, chung cư Lữ Gia, anh chị thấy không? Chung cư Lữ Gia ha, ngay góc vòng xoay trường Nguyễn Thị Nhỏ. Ở trên đây thì chủ lót gạch sạch sẽ. Và hướng chính này nè, hướng chính này đó là hướng Đông Nam, vào đây là hướng Đông Bắc, hướng này là hướng Đông Bắc. Nhìn trực diện về tòa Levanten Lê Đình Hành, Lotte Lê Đình Hành. Đó, mặt tiền ha, mặt tiền kinh doanh nha. Đó, mặt tiền cho anh chị mình thuận tiện kinh doanh. Nếu mình thấy phù hợp với bất động sản này thì mình liên lạc với Nhân để xem ha. Qua số điện thoại là 0922 39 39 39 nha. Chiều ngang là 4m và sâu vào 14m. Nằm gần ủy ban dân phường 4, phường 14, quận 11. Ủy ban dân phường 11, quận 11 bên kia đường, phường 14 bên đây. Và kia là hướng dòng xoay của Lê Đề Hành. À, Lê Minh Tân, Lê Đề Hành. Và hướng ngược lại thì về ủy ban dân quận 11, chi cục thuế quận 11, trung tâm hành chánh của quận 11. Rẽ đường Minh Phụng về quận 6 ha. Đó, ngay dòng xoay là giáp với quận 10 ha anh chị. Rồi, nhân xin chào và hẹn gặp lại chị ở video quay nhà lần sau. Nếu mình thấy bất động sản ở địa chỉ 88 đường Bình Thới này phù hợp thì mình liên lạc với Nhân. Đó, căn nhà mặt tiền 88 Bình Thới này phù hợp thì mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 để được xem nhà và gặp chính chủ để làm việc thêm về giá ha. Giá cả là còn thương lượng trực tiếp với chính chủ ha.